Rồi hello, xin chào cô chú chị đã đến Bến Tre ha. Hôm nay lên bộ mẹ con, mẹ kem con được kem chính vậy. Mẹ con là tàn sát lớn ha. Mong cô chú chị xem nội dung hay giá cả nghỉ mùa liên hệ cho em. Trước mặt chúng ta hình ảnh con cái kem mà chú chị ha, tàn lớn ha. Con được kem được 5 tháng này, con mẹ hề đang ôm con lứa thứ ba ha, mà cấy lại được tháng rưỡi rồi chú chị cũng cấy kem lại luôn nha. Đó. Đây, mẹ tàn lớn nè, chiều cao mẹ đo khoảng 1m38 trở về ha. Tàu tụ nè, thấy không, mẹ đậu hơi vậy nè, kiểu đầu sát cái lưng nghiêm chỉnh nha, sát đầu sát lưng nghiêm chỉnh của chú vậy, thấy không đó, mẹ chân móng nè chú vậy, thấy không, xương cói ăn mẹ đi xương to nè, xương trước nè cô chú, thấy không, đây xương sau nè ha. À, do bà này là cho nó nằm dính đeo, nó lột ra cất vô lột ra chứ không ai bị gì chú chị, mẹ tàn hơi ốm ha, cái được tháng rưỡi rồi nè, đó con được kem nè, được kem 5 tháng là cao 1m15 bồi lên không dưới luôn chú chị nè, thấy được kem pháp không, xương cối luôn, chân sau nè, chân đứng thẳng lẳng được ha, chân cẳng đứng thẳng lẳng xương to ha, đó đực lực F2 lông hơi xù hết chú chị, đồng tôi đuổi luôn thì đó, anh chủ nhà bán giá bộ mẹ con này giá là 40.500.000 ha, thì bộ mẹ đang ôm con lứa thứ ba nên bộ có thể loại như thế này, thì bên em là bao loại lúa cho chú chị trong vòng 3 tháng ha, nếu trong vòng 3 tháng có loại lúa gì này, bên em thu hồi bò về con nè, thấy không, con đầu trụ ha, kiểu mẫu nè, đực con này tách con là được luôn chú chị ha, vì mình chỗ béo lên cái này khác dữ dằn luôn, thấy khung xương con thấy dữ không, chân đứng thẳng bằng ha, mẹ lúng có nha, gần lúng nè đó, bộ vú nè ha, chân cẳng đó, thì bỏ mẹ con anh chú nhận bán giá là 40.500.000 ha chú chị. À, con được 5 tháng tuổi, cao 1m15 bội lên nè, không dưới nè chú chị, thấy không, đây con được, con thả đòn dài ghê, tàn thả đòn dài con cái cũng vậy luôn, thấy không, quay tầm xa cho cô chú thấy lõi bò ha, đít nè đó. Mẹ đầu trụ lỗi ha chú chị, mẹ hơi ốm nó, giá tiền là 40.500.000, mẹ cao 1m38 bò thì xuống ha, mong cô chú chị thấy ưng ý mua liên hệ ha, hello xin chào cô chú chị đã đến Trang Nuôi Bến Tre ha, hôm nay lên mẹ kem con cái kem chú chị, con cái là cái kem trắng của chú chị thấy không, à thì mời cô chú xem nội dung mẹ tơ đẻ lứa đầu tiên ha, đó thì mình mời cô chú chị thấy ưng ý giá cả ưng ý mua liên hệ cho em, đó chiều cao mẹ nè, mẹ tàn sắc lớn chú chị, con mới đẻ được 7 bữa hả, con cái kem pháp ha, trắng tươi luôn, mỏ đỏ luôn chú chị, cái kem ấy, mẹ tàn là chiều cao đo được khoảng là 1m37-36 bò ha, đo ngay không sao chú chị, đó chân cẳng mẹ con là hoàn thiện, không có buốt xe gì hết ha, con nè cô chú chị thấy con cái kem không, đó mới nó có 5 ngày 7 ngày tuổi mà vậy nè cô chú chị, thấy không, nè em quay tầm xa thấy nè, đó quay lại cái dàn móng của mẹ là cho cô chú xem nè, chân cẳng nè, chân trước là xương sóc là xương trò ha, chân sau là cô chú chị thấy không, đứng thẳng băng luôn nè, đó móng là móng sò ha, đây bầu vú mẹ nè cô chú chị thấy cái bầu vú không, toàn do ha, biết mẹ mát sữa cỡ nào được chú chị, nhưng cái lúng của nó nè, dằn lúng của nó nè, thấy ghiền không ha, mẹ kem tháp đẻ con kem tháp luôn đó, mà mẹ mà kem mỏ đỏ nè, thấy không, thì mẹ nó hơi lú sần ha, con mẹ là mới lớn đầu răng nè ha chú chị, coi cái sái lưng của mẹ nè, thấy không, dai lưng nè con chú chị, thấy không, đó xong lưng mẹ là thắt thằng mẹ ha, con mẹ này thì thịt không mà con mẹ này độ 1.6
con mẹ cỡ 16 thịt nó tuột xuống chị đó. Mẹ tàn sắc lớn cao to ha. Thì đó, thì bọn mẹ con này anh chứng nhận bán giá là 40 triệu cũng còn thương lượng chút xẻo trên xe hết chú chị đó. Đây thì cái bộ nào thì còn thương lượng thì nó còn thương lượng ha. Chân cẳng con là xương sống to này, thấy không? Em quay tầm xa con nghe con nè, thì con mẹ nè xá tích xá lưng nghiêm chỉnh nha. Đó mẹ là chiều cam to được khoảng 1m37-36 bò xuống ha. Đó mẹ này nó liền lạc, nó không có cao bò, cho mấy nó liền bò chú không chị, thấy không? Dàn xương đứng thẳng băng luôn, thấy không? Đó đít nè. Thì đối với con bò có đẻ lòi như thế này, bên em bao cô chú anh chị mình trong gần 3 tháng rồi luôn ha. Nó lông ra nhuyễn nhừ luôn, thấy không? Tàn sắc lớn nha. Đó con bò nè, bò mẹ nè, thấy không? Em quay tầm xa nè cho cô chú nhận thấy con bò mẹ nè. Bầu vú nó tròn do nó bự có vậy, biết cái ngoài mẹ nó cái độ sữa nó cỡ nào chú anh chị, thấy không? Chân cẳng rồi nè. Em mới đẻ được 7 ngày, 5 đến 7 ngày tuổi thôi. Đang cái kem trắng tươi luôn nè, thấy không? Đây, mẹ nè. Nó mẹ thì lưng dai nè, cô chú chị thấy lưng dai nó không? Dữ dằn ha. Lông da sắc lạc luôn nè, cực mình nữa nè. Thả đoạn mẹ, thả đoạn cực dài ha. À, giá tiền mẹ chúng ta bán giá là 40 triệu ha. Thì đó thì con nè, đó con lưng dai đít nè, con chú chị thấy không? Đó thì mong cô chú chị ở gần xa chặn lại con chú. Cô chú chị ở gần xa muốn mua liên hệ cho em ha. Đây không, một mẹ là nó liền bòn chú chị nè, liền lạc ghê không không. Đó, hay quay tầm xa mẹ con bằng vậy nè, thì cô chú tụi mình biết nó ở ngoài thì nó như thế nào là cô chú vậy đó biết rồi ha. Thì bò em quay hình ảnh ở trong hình sao đó ngoài thì có khi to hơn trong hình. Nó giá tiền là 40 triệu cũng còn bơn trăm trái chút xẻo ha. Đây đó đít con bò mẹ nè, gơi hộm không, bán đội con mẹ nè dữ dằn ha. Con kem, con cái kem là lóc khóc cho xem sao. Bây giờ em gửi hình ảnh con bò cái sinh 7 tháng tuổi này, mẫu bếp luôn chú anh chị. Hang chiều cao nó em đo khoảng là 1m24 bò chú anh chị ha. Em đo ngay không sao, hang xác thức nghiêm chỉnh đầu trụi luôn. Kiểu mẫu khỏi chơi, hang chân cẳng không có bú bắp xe xuống lúc xuống được gì hết. Đó, thì con cái kem này anh chủ nhà em bán giá là 21 triệu ha. Thì cô chú chị nào hứng ưng ý mua liên hệ cho em. Lông da sắc lạc bóng nửa nè, cho nhìn thấy mà ghen luôn chú chị. Thấy cái dàn lúng yếm của nó thấy dữ dằn không? Con mẹ thì em quay chung nè, coi cô chú chị coi mẹ tàn lớn không? Mẹ tàn là 1m42 á, thì cái con thì muốn nó phá cỡ nào hen chú chị. Con mới 7 tháng bò 1m24 mà. Bao ngày không sao ha. Đó dàn lúng yếm con thấy ghen không? Đó thì con thì em chỉ nhận bán giá là 21 triệu ha. Không có bán mẹ ha chú anh chị, bán con. Đó thì mong cô chú anh chị ở gần xa cũng mua liên hệ cho em.